Yo, hello, what's up, chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, Tiểu Tử Đường Phố đó mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Tân Ba Quy Truyền Kỳ đúng không nhỉ, hay là gọi Ba Quy Truyền Kỳ anh em. Một game không biết là mới ra mắt hay ra mắt đâu rồi không biết, nhưng mà tôi mới được anh em giới thiệu qua và trời ơi, tôi định không làm đâu, nhưng mà lướt qua xem video và xem qua giới thiệu của game và xem qua đồ họa của game thì easy các bạn. Đẹp thật sự các bạn. Chưa biết vào trong game tướng chúng ta sẽ như nào, nhưng mà nhìn qua đồ họa thì tôi khá là ưng nên là quyết định sẽ trải nghiệm game này. Nếu được thì sẽ nạp tiền vào đua top luôn anh em. Hôm nay server vừa mới mở luôn. Hiện tại thì tôi đang nằm ở server 149 à. Ờ 149, 149 phải anh em. Bây tiện nhập full code cho anh em. Ui code game nhiều lắm các bạn. Tôi vừa ngồi mất gần cả tiếng đồng hồ để nướt fanpage thôi. Chỉ để nướt fanpage này code thôi các bạn. Trời ơi code nó quá nhiều luôn anh em. Ui. Già căn lượng à. Để xem nào. Quan vũ kiểu có sao mà nhân vật trong kiểu được anh em. Chiến nào, bắt đầu vượt ải anh em. Yo. Ây da. Ây da, đâu đây. Rồi, ok. Ulti các bạn, ui. Đẹp đẹp luôn. Thôi, cái qua tân thủ xong rồi quay anh em coi nhá. Ok các bạn, map 2/7 chúng ta được chọn một trong hệ sau bạn nhé. Trước thì chơi game thì đa số đều quậy, thường thì chúng ta đi đoạn đầu, ra đoạn đầu thì đa số đều chơi nhà ngô các bạn. Không biết trong game này như thế nào. Số người chọn chơi, hiện tại anh em chọn chơi nhà thục khá là nhiều. Thục hoặc ngô, anh em đã khởi đầu thục hoặc ngô. Tôi thường khá là thích nhà ngô. Võ tướng khử xiềng xích, xong biến mất, tự quấn vào 9 dặm. Hỗ trợ, liên kích các tướng đang ra tay không ngừng và phát mạnh. Tướng khống chế. Giảm. Thôi, chết thục đi anh em. Ồ, chết thục phát được nhận trúc dung luôn à. Ồ, Khương Duy luôn, bạn trúc dung Khương Duy luôn. À. Ok bạn, hai tướng cam luôn. Ok bạn. Được luôn hai tướng anh em. Cũng hơi bị xịn xò đấy. Ok, chúng ta về thành phát nào các bạn. À, đánh thử luôn à. Thôi anh em, về thành nào. Game này nhập code thì khá là dễ các bạn. Cái bạn đại diện này các bạn này. Có đổi quà ngay đây anh em này. Thử code coi anh em. Ui, chỗ nãy giờ tôi chụp ảnh hơi nhiều đấy. Bớt chụp ảnh lại anh em. Công ty mất hết code. Code hiện tại hơi nhiều các bạn. Đây, bắt đầu anh em. Ui. Vẽ chiêu mộ anh em, đá này. Ngon. Vừa cái đầu tiên đã thấy thơm ngon rồi các bạn. Ok, cái thứ hai nào. À, nhắc qua anh em nha, code đây thì có một số cái nó hết hạn vào ngày 30 và có một số cái nó hết hạn vào ngày 31 nên anh em chú ý nhập sớm giúp tôi. Đó, không được khi nào các bạn lại kêu. Ôi, đây là 66 12 18 20 core đe lận các bạn. Ui. 20 con đe lận anh em, đùa đâu. Nhập mỏi tay thôi. Rồi một cái không nhập được rồi anh em. Cái nào không nhập được thì tôi xóa luôn anh em cho nó đỡ mất công các bạn. Ô mấy cái này sao lại không nhập được ta. Cú cánh 1. Ồ oh. Mấy cái quốc khánh đã không nhập được thì chắc là nguyên bộ không nhập được rồi anh em, bỏ luôn đi. Ô thoáng cái là còn lại có 14 cốt rồi. Vẽ chiêu mộ này anh em này. Ây da, tiếp nào, lại đá anh em. Vô lần này thì có vẻ nhiều hơn lần đầu anh em. Chưa biết là có ngon không nhưng tôi thấy đá nhiều này, tôi thấy nghĩ là cũng là easy các bạn nha. Rồi ok. 888. Về chiêu mộ tiếp các bạn. Ok 999 luôn đi, nhập luôn cho nhanh các bạn. Rồi. Không biết cái này dùng làm gì anh em, nhưng thôi cứ lấy các bạn. Chiêu mộ tiếp các bạn. Về chiêu mộ, đa số toàn về chiêu mộ là nhiều.
Biết mà, toàn là vé chưa mộ nhiều anh em. Truyền kỳ 999 không nhập được ạ. Ô 20 có đe dùng chung của tôi các bạn. Game VIP 888. Ô kìa. Truyền kỳ. Ô mấy con này không nhập được à. Ba quy không được luôn các bạn. Ôi rồi. Thế là dốc công mình rồi anh em. 20 con này zoom chung sau khi mà hồi nhập các bạn, chúng ta còn 9 cốt nhập được các bạn nhé. Đây. Đây là 9 cốt nhập được anh em. Đó. Anh em chưa nhập thì tranh thủ nhập bạn nhé, chúng ta có 9 cốt thôi. Ok. Còn đâu về chọn đội không biết là tôi chọn đúng hay sai anh em, chứ biết là hôm nay mình chọn đúng hay sai các bạn. À miễn phí cái đầu thôi các bạn, miễn phí thôi, miễn phí một cái thôi anh em. Miễn phí là miễn phí cái đầu thôi các bạn. Đầu sau đều tính tiền hết. Rồi ok. Chiêu mộ từ 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 anh em. Phúc lợi game nào. Chúng ta có chuỗi đăng nhập 7 ngày anh em, 7 ngày nhận một tướng cam tùy chọn. Ở đây chúng ta có thuộc quần. Thế nào, nhà Ngụy chưa anh em? Nhà Ngụy có Trương Cáp, Điển Vi đây anh em, Điển Vi, Hạo Đôn đồ này, những tướng quen thuộc anh em. Tạo Thực, nhà Thục. Thục thì đây chúng ta có ai? Trúc Dung, Khương Duy nhà mình có rồi này anh em này. Tự Khử, Khương Duy, Mã Siêu, Ngụy Điện, nhà Ngô. Nấu chúc đồ anh em. Hoàng Cái, Sư Tử, Tôn Kiên này. Chú Thái Bộ này, sự ô bên này nghe chừng có nhiều tướng nghe cũng hơi. Cần phải nghiên cứu thêm về bộ game này nữa anh em. Nhưng đại khái thì chúng ta có đăng nhập 7 ngày thì cũng nhận được phần quà, cũng nói chung là cũng easy. Nói chung là phụ thuộc, quan trọng vẫn là phụ thuộc vào Cam Linh đây rồi anh em, Cam Linh. Bên nhà Ngô là chúng ta sẽ có Cam Linh đi với Chú Thái hay nhà Tôn Kiên nhỉ. Đúng rồi. Cam Linh, Tôn Kiên đúng không anh em? Hai con tướng easy nhất các bạn của game. Online nhận quà rồi. Điểm danh mỗi ngày, điểm danh được vài chiêu mộ. Ưu đãi. Vậy mạnh nhất game này chắc là phải đến tướng đỏ rồi các bạn. Rồi cứ tới anh em Evan nào. Level 30 nhận được hả? Rồi ok. Vượt ải chiến tuyến nhận 1.000 anh em, chương 24 này. Quên đang điểm sự kiện mà, từ từ anh em, từ từ tôi điểm sang sự kiện đã, chúng ta mới quẩy game các bạn. Ngon anh em. Xem qua thấy cũng đáng chơi đấy. Rồi bây giờ tích nạp đúng không? Tích nạp bao nhiêu? 400k hả? 1.2 triệu. Qua nạp đầu thì chúng ta có gói đầu tiên là 25k, được Thiên Vạn Sơn, tiếp tục lên đây là 300 đúng không anh em? Đây là 300 gọn, 379k. Ở đây là công không hiển thị anh em, cái này cộng công 1.000 điểm, lên cao nữa thì chọn được một dương chọn tướng anh em. Chung quy lại bất kể game nào thì tôi nghĩ phần trăm lần mới nhận được cái này anh em. Chung quy lại tất cả các game thì tôi nghĩ đầu nào vẫn khởi đầu, các bạn có ngon đến mấy vẫn là phụ thuộc chiêu mộ. Và game này chiêu mộ có một điều rất là hay, đó là anh em phải vẽ hình anh em ngôi sao chứ nha. Ok các bạn, tôi sẽ vẽ một hình ngôi sao để chiêu mộ nào. Ngôi sao 5 cánh. Uầy. Vâng, ngôi sao 5 cánh có đưa một người đến cho tôi anh em. Đó là ai? Nhà Thục ạ. Hoàng Trúc. Đúng không, mình chơi nhà Thục mà. Đúng rồi anh em, tôi chơi nhà Thục mà. Mười chín lần nữa chắc nhận tướng cam màu đỏ anh em. Ủa, xong chưa, mộ xong rồi thì đã thoát ra chỗ nào? Đây xác nhận anh em. Shop PR 300 được một vé anh em. Mà 19 lần nữa thì mới ấy được anh em. Lần này chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn này. Sau đó thì mới vẽ ngôi sao các bạn nha.
Có nhìn thấy tôi vẽ easy không? Cho đẳng cấp luôn anh em, đẳng cấp gọi đẳng cấp trời mây luôn. Ui trời. Cũng không ăn thua anh em, đẳng cấp trời mây như này cũng ăn thua. Tưởng rớt được ấy, tưởng 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 ấy xuống mới ngon anh em, chứ đâu còn chưa phải tưởng cam các bạn. Chín lần nữa chắc chắn là cam hoặc đỏ anh em. Đây các bạn, tướng đỏ chúng ta đây anh em. Tướng đỏ tất cả chúng ta có bốn nhà, chắc được hai người anh em. Tôi biết ngay mà, nhà thuộc ai? Gia Cát Lượng và Triệu Vân. Ủa thế còn Triệu Vân tôi đang chơi dưới thời niên thiếu à? À, này còn có hai Triệu Vân các bạn. Ai chà. Nhà Ngô thì là Tôn Sách Chu Du. À, được đấy. Mình vẫn cứ mê Tôn Sách với cả Chu Du anh em. Nhà Ngô à, nhà Quần thì là Hủ Giả và Nữ Bố chắc chắn rồi. Quen thuộc rồi anh em. Túi đồ. Cái ra là cái gì? Cũng chả biết anh em, như cái đầu này chắc là về sau để mang trang bị anh em, nhìn qua là biết à. Khá là quen thuộc các bạn, mấy cái này rất đồng nón đồ đạc. Ui. Như tượng thần này như là được dùng luôn không anh em? Một cái rìu. Thôi mặc luôn cho tướng chính thôi anh em. Ok, đổi tướng nào. Chúng ta có thêm một tướng mới của nhà ấy anh em, cũng chẳng tội gì mà không cho ra các bạn rồi. Ok, bồi dưỡng nào. À, thế một thế trận cái là ăn luôn à. Ngon đấy nhờ. Hơi bị easy các bạn, tăng cấp nào. Ồ, thế vị trí nào coi như được tất cả luôn anh em. Cũng đỡ mất công đội hình chúng ta chơi anh em. Ờ, trước mắt tôi cài thêm tí nữa xong quay các bạn coi nhé. À đây các bạn, được tiền tướng. Đây rồi, đây rồi. Ủa thần tướng là đánh để nhận điểm, nhận đồ hả? Tôi bỏ qua luôn à. Rồi sao, đánh tiếp hả? Đánh đến hẹo thôi hả? Ô, đánh những hẹo thôi các bạn. Rồi, đây đánh hẹo luôn các bạn xem nhớ được cái gì. Rồi, ok. À đây các bạn, đánh hẹo được một cái áo, được một mảnh đồ anh em. Hết, thế thôi. Ồ. Không chê, không chê nha anh em nha. Cá nhân tôi không chê, không chê phèn hay là gì, nhưng mà thực sự nghe nó hơi ấy. 39. Ok, thử tem nào. Khai chiến thử team này anh em. Đội nhà Ngô màu xanh luôn anh em, đúng kiểu phân biệt ra màu mè luôn. Chô, được của nó anh em. Được của nó các bạn. Choáng. Đau đấy, cũng đau đấy các bạn, cũng đau đấy. Đau đấy anh em. Ok, vẽ chiêu mộ tiếp à. Cái món gì đây? Ok, gọi món gì đây anh em? Từ từ một xíu nha. Là sao? À, nhấp vô, trời đất ơi. Rồi, trước mắt thì thế đã anh em, cập nhật qua quả cốt các bạn thấy đã. Giờ tôi sẽ quốc có gì đó tôi quay bạn ở video theo nhé. Bye bye.